Báo Mỹ phân tích khả năng cạnh tranh của VF8 ở thị trường khắc nghiệt nhất thế giới, tiết lộ dự định của VinFast ở các tiểu bang khác ngoài California. Giờ vấn đề là tập trung vào việc xây dựng thương hiệu và lòng trung thành trong một thị trường cạnh tranh, chuyên gia Bawati của Auto Pacific cho biết. Thời đại điện đã mang đến một làn sóng khởi nghiệp cho ngành công nghiệp ô tô, phấn chấn trước thành công của Tesla và chính sách trợ cấp của chính phủ Mỹ. Các công ty nhỏ ở Mỹ như Rivian, Lucid, Lordstown, Fisker đang cạnh tranh để trở thành công ty xe điện lớn tiếp theo. Nhưng VinFast thì lại một kiểu khởi nghiệp khác. Giống như các công ty khởi nghiệp cùng thời, VinFast thành lập năm 2017 còn non trẻ. Khao khát và quyết tâm ghi dấu ấn bằng những chiếc SUV điện. Khác với các đối thủ đến từ Mỹ, VinFast có sự hậu thuẫn của doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tập đoàn Vingroup trị giá 20,2 tỷ USD. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 vào năm nay, công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, giống như Hyundai và Toyota trước đó, đã nhìn thấy cơ hội tại thị trường Mỹ. Giống như các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc GAC, Byton và Quantu, những hãng đã trình làng các mẫu xe dành cho thị trường Mỹ tại các triển lãm ô tô lớn, VinFast đã gây chú ý tại triển lãm ô tô Los Angeles 2021. Tuy nhiên không giống như các đối thủ Trung Quốc, VinFast đã giữ lời, chiếc SUV VF8 đã thực sự được bán tại California, thị trường xe điện lớn nhất nước Mỹ. VinFast cho biết sẽ sớm ra mắt VF9 cỡ lớn, 3 hàng ghế và sau đó là các mẫu xe nhỏ gọn VF6 và VF7 vào cuối năm nay. Kể từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã có một chiến lược toàn cầu. Giám đốc điều hành VinFast tại Bắc Mỹ, Nguyễn Thị Vân Anh cho biết trong một cuộc phỏng vấn ở California, chúng tôi muốn trở thành một công ty toàn cầu với sản phẩm ô tô chạy hoàn toàn bằng điện. Và chúng tôi đang ở đây, chúng tôi đã giao xe cho khách hàng Việt Nam và giờ chúng tôi đang giao xe VF8 cho khách hàng Mỹ. Giám đốc này nhấn mạnh, chìa khóa trong chiến lược của VinFast là hợp tác với các đối tác để phát triển sản phẩm của mình thay vì phát triển như những công ty ô tô thông thường. Bắt đầu tại thị trường California và Canada, VinFast sẽ hoạt động thông qua các trung tâm bán lẻ dịch vụ cùng với dịch vụ hỗ trợ lưu động. Một trong những mô hình của chúng tôi là kết nối trí thông minh trên toàn cầu, bà Vân Anh nói. Chúng tôi đã chọn làm việc với những đối tác tốt nhất về phong cách kỹ thuật, động cơ điện, pin và kiểu dáng bên ngoài đã được hợp tác phát triển với bên thứ ba. Nhà thiết kế của VF8 là ai? Huyền thoại của Ý, Pininfarina, giống như các công ty khởi nghiệp khác, VinFast đã chiêu mộ nhân tài từ các nhà sản xuất lâu đời, ví dụ cựu nhà thiết kế của General Motors CEO David Lyons đã tham gia hoàn thiện thiết kế của VF8. Bawati, giám đốc phân tích ngành ô tô của Auto Pacific, người đã đến thăm trụ sở VinFast vào năm ngoái, cho biết điều khiến tôi ấn tượng là Vingroup lớn như thế nào. Ông nhấn mạnh Vingroup là một doanh nghiệp lớn có nguồn lực hỗ trợ cho VinFast, họ sẽ làm ăn lâu dài. Chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ công ty mẹ, Vingroup, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Bà Vân Anh cho hay, chúng tôi có một hệ sinh thái khổng lồ ở Việt Nam, nơi Vingroup đã hoạt động được 30 năm. VinFast đã đặt mục tiêu vào thị trường khắc nghiệt nhất thế giới. Bawati của Auto Pacific cho biết, họ có một số vấn đề cần giải quyết trên VF8, VF7 trông tuyệt đẹp. Giờ vấn đề là tập trung vào việc xây dựng thương hiệu và lòng trung thành trong một thị trường cạnh tranh. Giá niêm yết 46.000 USD của VF8 chỉ bằng một nửa so với Tesla Model X cùng kích thước. Giá này cũng rẻ hơn 30.000 USD so với những chiếc Audi và Cadillac EV. Tương đương với một chiếc Kia EV6 cũng đang cố gắng cạnh tranh để giành được những khách hàng cao cấp của thị trường EV. Để nhận được hỗ trợ 7.500 USD của chính phủ Mỹ, EV phải được sản xuất tại Mỹ, sau cùng pin của nó cũng phải được sản xuất tại đây. Để đạt được mục tiêu đó, VinFast đang xây dựng một cơ sở sản xuất tại Chatham County, North Carolina. Với công suất sản xuất 150.000 xe, đây sẽ là cơ sở sản xuất thứ hai của công ty sau nhà máy ở Hải Phòng. Chúng tôi đã xem xét các tiểu bang khác nhau, chúng tôi đã chọn North Carolina. Bà Vân Anh, người đã chuyển đến Raleigh để giám sát việc xây dựng nhà máy cho biết, nhìn vào các quy định chính sách giảm thuế, việc sản xuất ở đây rất có ý nghĩa, vì vậy chúng tôi có thể chạm đến khách hàng Bắc Mỹ của mình nhanh hơn. VinFast đã ký biên bản ghi nhớ với chính quyền, bao gồm gói ưu đãi trị giá 1,2 tỷ USD. Ngay cả trước khi được khấu trừ 7.500 USD, VF8 hạng trung sẽ chỉ có giá thuê 414 USD một tháng. VinFast tập trung vào 3 lĩnh vực, 1. Chất lượng, 2. Kiểu dáng đẹp và 3. Dịch vụ, bà Vân Anh nói. Công ty cung cấp chế độ hậu mãi, bảo hành toàn diện, tốt nhất trong ngành. 10 năm trên 125.000 dặm, VinFast là nhà bán lẻ ô tô hàng đầu tại Việt Nam, bán cả xe buýt điện và xe máy điện, bên cạnh các mẫu xe VF8, VF9 và VF E34.
Chúng tôi quyết định bắt đầu bán hàng ở California, cơ sở hạ tầng điện, chương trình khuyến khích và tỷ lệ chấp nhận xe điện ở đây rất cao. Bà Vân Anh nói, từ đây chúng tôi cũng sẽ mở rộng sang các tiểu bang khác. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.